phụ thân của ngài lâm trọng bệnh, nếu ngài không về ngay, e rằng... Lại ốm. Ngươi hãy về bảo gia nhân chăm sóc cha ta cho tốt đi, đừng có làm phiền ta. Nhưng thưa đại nhân, sức khỏe của lão gia đã yếu lắm rồi ạ. Các người có biết buổi đi săn hôm nay rất quan trọng, ta đã sắp xếp chu toàn để lập công với thánh thượng không? Cơ hội ngàn năm có một, đừng ngáng đường ta, lui. Kẻ làm con mà không làm tròn đạo hiếu thì làm kẻ bề tôi có ngày bất nghĩa bất trung. Nổi tiếng là một vị minh quân của thời Trần, Thượng Hoàng Trần Minh Tông luôn chú trọng răn dạy bề tôi phải tu dưỡng bản thân, làm tròn bổn phận của mình theo đạo lý. Câu chuyện Thái Thượng Hoàng Minh Tông răn dạy viên quan Hiệu Khả về tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ đã thể hiện điều đó. Ám cỏ nửa gian cũng đủ dùng, qua ngày ngất ngường lại thung dung. Chim không lai vãng xuân nhàn nhã, bốn vách tiêu điều vật thầy không. Phụ thân của ngài lâm trọng bệnh, nếu ngài không về ngay, e rằng... Lại ốm. Ngươi hãy về bảo gia nhân chăm sóc cha ta cho tốt đi, đừng có làm phiền ta. Nhưng thưa đại nhân, sức khỏe của lão gia đã yếu lắm rồi ạ. Các người có biết buổi đi săn hôm nay rất quan trọng, ta đã sắp xếp chu toàn để lập công với thánh thượng không? Cơ hội ngàn năm có một, đừng ngáng đường ta, lui. Kẻ làm con mà không làm tròn đạo hiếu thì làm kẻ bề tôi có ngày bất nghĩa bất trung. Bẩm Thượng Hoàng, hôm nay người săn được nhiều thú nhất chính là Hiệu Khả. Hiệu Khả sao? Dạ bẩm, thần nào có tài cán gì. Thượng Hoàng là thiên tử đức cao như núi, văn võ toàn tài, lại thấu hiểu nhân tâm, khiến thần muôn phần ngưỡng mộ. Người cũng thật biết nịnh trẫm. So với các bậc tiên tổ họ Trần, trẫm vẫn chỉ là đứa trẻ. Dạ, thần thì cảm thấy Thượng Hoàng còn giỏi hơn tiên đế. Ai mà khen người khác là giỏi hơn cha thì người ấy hẳn là bất hiếu với cha mẹ, cho nên mới nói ra câu ấy. Trẫm có được như ngày hôm nay đều là nhờ ơn tiên đế sinh thành dạy dỗ, công ơn cha mẹ như trời bể, không gì đong đếm được. Người lại có thể mang ra so đo như vậy hay sao? Thần Hiệu Khả. Dạ. Làm con cái phải biết chân quý và phụng dưỡng cha mẹ. Tấm lòng tôn kính mà con cái dâng lên cha mẹ còn quý hơn cao lương mỹ vị, của cải bạc vàng. Người hãy nhớ lấy điều ấy mà báo hiếu với mẹ cha. Đừng để đến lúc mẹ cha qua đời mới bày lễ nghi linh đình, khóc lóc thảm thiết. Lúc đó phòng có ý nghĩa gì? Người thấy trẫm nói có phải không? Thần xin lĩnh ý ạ. Chuyện Thượng Hoàng Minh Tông răn dạy Hiệu Khả về tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ chính là tấm lòng của đấng quân vương với bề tôi của mình. Cái đức sáng của Thượng Hoàng Minh Tông không chỉ thể hiện ở việc trị nước, mà còn bởi sự bao dung, nhân từ trong việc thu phục nhân tâm. Mặc dù đã lên làm Thái Thượng Hoàng, nhưng Trần Minh Tông vẫn luôn giám sát việc triều chính và chú tâm vào việc răn dạy các hoàng tử thông qua các tấm gương thiện ác của người xưa. Bệ hạ, muốn cho đất nước được phú cường, bách tính an lạc, thì người ở ngôi vua phải là người hiền sáng. Thưa thầy, là làm nhiều việc tốt cho muôn dân phải không thầy? Đúng vậy. Như ở tiền triều, nhà Lý có những vua hiền tôi trung, nên đất nước ta rất thịnh đạt. Đức ngài Lý Thái Tổ mở ra triều đại nhà Lý, đã quyết định rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, đổi tên là Thăng Long, là trung tâm của cả nước. Đến Đức Lý Thái Tông đánh Nam dẹp Bắc, giữ yên miền biên viễn, làm an lòng dân chúng ở các man động. Sang thời Đức Lý Thánh Tông, người đã giáo hóa dân chúng tư tưởng của Phật giáo. Còn thời Đức Lý Nhân Tông đã xây dựng Quốc Tử Giám, nâng cao giáo dục. Thời đó
Đại Việt ta đã đánh tan quân Tống. Đó chính là những tấm gương minh quân, thưa bệ hạ. Thưa thầy, tiền triều có những vị vua hiền như vậy, cớ sao sau này đất nước rối loạn, dân tình khốn đốn rồi thay bằng vương triều Trần là vì sao? Điều này bệ hạ hãy còn nhỏ, khi nào trưởng thành người sẽ tự giải đáp được. Phạm Khanh, cớ sao Khanh không nói cho bệ hạ biết vì sao cuối triều Lý đất nước rối loạn? Chẳng phải các đời vua sau của triều Lý ăn chơi vô độ, không chăm lo đời sống muôn dân hay sao? Thưa Thượng Hoàng, điều này... Bẩm Thượng Hoàng, xét bản nhân vật để dạy hoàng tử, chỉ nên nhắc tới người thiện, còn kẻ ác hãy bỏ chớ bàn đến, sợ các hoàng tử nghe được có thể sẽ có người bắt trước. Thiện ác đều phải nêu ra để đối chiếu, không thể bỏ một bên nào. Nếu con ta quả là hiền thì nghe điều thiện tất phải theo mà học tập, nghe điều ác tất phải ghét mà tránh xa. Thiện ác đều có thể làm gương được cả. Như Thái Khang thất đức là bởi các vua trước chơi bời mà bắt trước hay sao? Tùy Dưỡng Đế luôn miệng nói đến Nghiêu Thuấn, nhưng mọi việc làm của ông ta thì lại như Kiệt, Trụ. Có phải là ông ta thấy điều thiện mà bắt trước hay sao? Bẩm Thượng Hoàng, vi thần quả chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Đúng là việc răn dạy cần phải đưa ra cả những tấm gương thiện và ác để các hoàng tử so sánh và rèn luyện tính độc lập, thói quen cẩn trọng và biết cách suy xét đúng sai à? Trong việc giáo dục các hoàng tử, Thượng Hoàng Minh Tông luôn quan niệm cần phải đưa cả những tấm gương thiện và ác để các hoàng tử so sánh mà tránh xa cái ác. Phép dạy con của Thượng Hoàng Minh Tông đã sớm rèn luyện cho các hoàng tử tính độc lập, thói quen cẩn trọng và suy xét đúng sai trước khi hành động.